Dạ con kính chào hai sư, xin sư vì lòng từ bi giảng dạy cho con biết về một số vị tu sĩ cũng như cư sĩ biết trước ngày giờ mất tu theo bên tịnh độ hiện nay mà người ta gọi là vãng sanh ạ. Con xin tri ân công đức của sư. Một cái điều đáng tiếc cho người Việt của mình ấy, đó là chúng ta ham mấy cái chuyện gọi là chúng ta tự coi nó là lạ, mà lạ là lạ ở xứ Việt của mình thôi, mà chắc có lẽ cũng ảnh hưởng của bên Tàu á, mình thấy nó lạ thôi. Chứ còn mà quý vị đi ra, chịu khó đi ra ngoài, người ta gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn á, chịu khó đi ra ngoài thì thấy nó không có gì lạ chớ á. Ở đây quý vị phải nói là các vị mà quý vị chỉ đưa ra được một vài trường hợp thôi, quý vị trời ơi tâng bốc người ta lên trên mây nó kinh khủng quá. Quý vị đi qua Miến nè, đi qua Thái nè, nó đầy ở bển á, nó đầy ở bển mà có ai nói tiếng nào đâu. Tại vì sao? Tại vì đối với người ta chuyện đó nó bình thường, tại vì mình á, mình ít quá, mình hiếm quá, mình thành ra mình thấy nó lạ. Nó cũng y chang như cái vụ mà hôm rồi có cách đây cũng 1-2 năm có một cái thiền viện ở Việt Nam mình, trời đất ơi, một người mà ngồi 4 tiếng đồng hồ người ta khen khen nức nở nha, truyền thông nó khen nức nở ngồi 4 tiếng đồng hồ, đi qua bên Miến đi nha, người ta ngồi 12 tiếng không ai nói gì hết trơn á, ngồi đầy với bển á. Thành ra là dùng cái từ là hơi kỳ, thiểu kiến thì đa quái, tức là kiến thức mình ít đó thì mình thấy cái gì nó cũng lạ, mà cái gì lạ là mình mơ hồ mình rồi mình tâng nó lên trên mây thì không có nên như thế. Nó có một số điều kiện. Một là khi quý vị định tâm, cái tâm mình á, mình định đến một nhất độ nhất định nào đó, thì vị ấy có thể biết được rằng với sự sanh diệt của danh sắc này thì nó sẽ đi đến sự kết thúc trong bao lâu nữa. Điều này được nói đến trong Thanh Tịnh Đạo có nghe. Hoặc là đối với một vị thực hành thiền hơi thở thì vị ấy theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, vị ấy có thể biết được rằng với hơi trạng thái hơi thở như thế này thì tôi sẽ còn sống trong bao lâu nữa. Vì ấy hoàn toàn có thể đạt được. Cho nên quay trở lại vấn đề là mình nói, tại vì mình ít thấy á, hơn nữa mình bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa Trung Hoa nhiều, cho nên mình hay tôn sùng mấy cái đó lắm. Trong khi đó đi nhiều đi, đi cho nhiều đi, rồi quý vị sẽ thấy nó không có cái gì hết trơn á ha. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì nếu mà nói về cái vấn đề mà biết trước ngày giờ mất mất thưa quý vị, thì sư nói nhấn mạnh nha, sư đang nói trong phạm vi của Tam Tạng kinh điển Pali, thấy không? Thì cái việc mà biết trước ngày giờ mất á, thì nếu quý vị có xem chú giải pháp cứu á, giải pháp cứu hoặc là các chuyện tiền thân đã nói về, hay là trong thánh nhân ký sự, thấy không? Thánh nhân ký sự rồi đó, và chú giải thánh nhân ký sự rồi đó, thì thấy là cái những cái chuyện mà giống như là đa phần, nếu mà nói chính xác nha, cái tiêu biểu á, là nếu mà nói vãng sanh nha, vãng sanh mà biết trước ngày mất này nè, theo tinh thần ba kinh điển Pali và chú giải chính thống, thì này là nói về vị A La Hán thưa vị, giống như ngài Bát Cú Lá đây, ngài biết trước là ngày mất thì vị ngài nói là hồi giờ, giờ cái kiểu như là nó hồi giờ huynh đệ cũng hoan hỷ nha, tối nay á là tôi sẽ nhập Niết Bàn. Đó là sinh nhật Niết Bàn đó, nói như vậy. Và nhiều và trường hợp như vậy, nếu mà nói đúng thì là kinh điển Pali như vậy. Còn ở đây sẽ mở rộng cho quý vị hiểu, cái vấn đề mà biết trước đó, sẽ không hoàn toàn đồng ý với quan điểm với Đức Hành Tệ. Thật sự đó, là cái lĩnh vực mà biết trước này này, thưa quý vị, nó cũng có thể, sự gọi là cũng có thể nha, nó gọi là thần thông. Thì khi mà nói chữ thần thông thì quý vị nhiều khi nhiều vị nghe đôi khi có thể phản ứng nói gì mà sư nói thì thần thông ghê, nhưng mà quý vị đâu biết được rằng ở trong Bát Tý Sa Bi Đa, tức là trong
vô giải ngai đạo hay là phân tích đạo quý vị. Cái thần thông á, thần thông là có 10 loại thần thông, là 10 loại thần thông nha, là gì? Là thần thông do chú nguyện nè, thần thông do biến hóa nè, thần thông do ý tạo thành nè, thần thông do sự can thiệp của trí, thần thông do sự can thiệp của định, thần thông do thuộc về bậc thánh, thần thông sanh lên do kết quả của nghiệp đó, vị thấy không? Và thần thông của người có phước báo, và thần thông do chú thuật cái nè, đó cái điểm này nhấn mạnh nè, thần thông do chú thuật nè, thấy không? Do chú thuật cái nè, và thần thông với ý nghĩa thành tựu vô duyên ứng dụng đúng đắn theo từng trường hợp đó. Thì ta, thì sư nói đến đến cái 10 thần thông này, thì sư nghĩ đến đây quý vị cũng tự mình suy nghĩ á, tự mình á suy nghĩ tại sao sư đề cập đến 10 lần thông nè, quý vị tự hiểu mình có câu trả lời như thế nào, suy nghĩ sâu xíu rồi xin kết thúc câu trả lời đây.